nhà ra. Hôm nay bà xã mình đãi mình đi ăn. Mình đãi thôi. Nhà hàng gần biển. Nhà hàng tên là Las Brisas. Cái tên này giống như Spanish á. Ok. Đây, để cho bà xã mình coi menu đi. Mình quay cái cảnh biển này. Cái chỗ này hôm bữa tháng 7 mình đi có đi chụp hình rồi. Chỗ cái park công viên đẹp. Cái công viên này dễ thương. Ok, anh uống cốc theo. Có cái mai thái anh em muốn thử lại rồi. Anh uống cái spicy margarita. Mai thái nè. Mai thái. Just everybody's coming right now. Huh? Just everybody's coming right now. Oh, okay. Thank you. You want a regular water? Yes, please. Thank you so much. Thank you. Welcome to the business. It's warmish. More than anything. More than, I guess. I'm on my shoes, like, set by the way we turned up. Hello. Bà xã mời mình đi ăn. Ai mời cũng được, tại mình không trả tiền được. Tiền mời không giữ đó, mình đâu giữ tiền đâu. Mình lớp tờ hai đứa. Đứa cái đầu, đứa cái đuôi. Clip á, bữa tụi mình ăn hồi tháng 7. Nói chung là đi thì đi kiểu như thông thả. Hôm bữa đi ăn sáng, ăn chiều. Cà chê. Cà mời cả nhà. Không say không về. Mấy món chia đây. Đây chưa món là họ làm từ từ cho là cho cái cảnh nước. Nói chung là nói chung là không bán đẹp clip. Bảy sáu cho chín. Có mấy chớ rồi không? Mấy nhà đây mấy chớ không? Cái này là các khu nhắc á, cho nên uống nhâm nhi chút á. Đợi có đồ ăn rồi chúng ta. Đúng rồi. Từ từ. Xin chào mẹ lập cái phật tướng vậy. Thank you. Thank you. I thought
Thank you. Nhớ đừng quên món này nha. Bánh cuốn. Tại vì nó làm nóng á, bánh cuốn lại cho bạn. Cái này là phật chi là này cả nhà. Món của spinach nha. It's okay, we can do the same. Thật nhiều. Other than that, I don't have anywhere to stop. Yeah, like this. Yeah, you can see it. Chứ không phải giống giống phải giống như mấy món tàu của châu Á mình nhé. Mà chỉ có bơ, xào tỏi, tôm hùm chỉ có xào tỏi, bơ. Mọi người khách thì coi cái video ở gì á, Nico á, từ này ăn có nhiều vài ba món, vài kiểu á của châu Á, tương đen. Nhất là kiểu của Singapore, tương Singapore xong rồi. Nói chung là mấy món mà kiểu nướng muối hành nha. Ok, mời cả nhà nha. Mình ăn nhiều lắm tới lúc ăn rồi mà. Có là cứ gấm muối ăn thôi. Đói rồi. Cho thêm tí bơ đi. Đi cho phi. Nhìn thấy cục thịt là thấy đã rồi của cái nguyên cục thịt luôn á. Ừ. Chứ không phải là có vỏ luôn nha. Con tôm to. Nước chấm cũng ngon ha. Đó là nước chấm avocado. Nhưng mà nó cũng quen nêm nếm này nè. With the pepper and a little bit spicy. Oh, I got another one. I'm gonna pick it up. Làm lẹ đó. Yeah. I eat a lot. I told you. Told you when I anh đi có thể ăn không được. Anh em đi du hành rồi. Dạ. Anh em tại vì ăn cái bột không nó cũng ngán. Ăn cái kẹp. I'm easy to eat. I eat everything. Let me eat this and after that I eat the whole half of lobster, okay? Yeah. I love the seafood. Look at how big is it? Yummy? Yeah. Mm. So juicy.
first of man love. I messed up. I eat too much. Okay. Sorry. No, gió rất là thích. Nhiều khi mình ngồi nó lạnh quá á, nó thật sự mình không có vui. Mình nói thật nha, thì không có thích nó lạnh đâu. Chị nóng quá chịu không nổi. Ngày nữa là của bà xã mình nha. Ta lại giành nhau chí chóe. Ông xã mình nói gì chứ, ăn yếu hơn mình luôn á. Mình là té ăn, ăn kinh luôn. Ăn dữ lắm. Nhưng mà nói chung mình thích ăn. Thích ăn cái lớp, lớp tự hay si phút á. Ăn mà plain thôi, đừng có nêm nếm nhiều quá. Nêm nếm nhiều quá thì không thích. Tại vì nó sẽ mất ngon á. Cái gì á thì... Bà xã mày không có thích nêm kiểu như bơ, phô mai. Người Việt mình thì có vẻ thích phô mai chứ ăn ngọt ngán lắm. Ông xã mình biết ăn béo rồi, mình thích ăn những cái gì mà đơn giản, là đơn giản thôi, tiêu luộc uống thôi là mình chịu thích lắm. Nhưng mà còn nêm vô những cái chất phô mai như này kia thì mình không thích. Đúng nè, ở nhà, nghe không? Nhâm mì. Tôm này của trong phòng này của Mê Tiểu Bang Mê nổi tiếng á, gọi là cold water á, cái loại tôm mình sống trong nóng các bạn. Ừ. Rất là ngon. Mà thịt nó rất là dai luôn á, ngon ghê lắm. Vậy mình muốn mình biết rồi, mình muốn ăn lớp tờ mình tới đây mình ăn. Nó cũng giống như dạ, giá cả nó tương đương với nhà tàu thôi. Mắc hơn chút thì đương nhiên rồi. Enjoying your dinner, señora, sir? Yeah, good. Yeah. Thank you. Beautiful. Thank you. Yeah. I see that. Thank you.
They asked me if I like it. I said, yes, I love it. And they say, they see the way I eat, they know I love it. Họ nói là cái cách của Tường ăn đó, họ biết là Tường rất là thích rồi. Tại vì con nè, oh my god, cái này đúng rồi. Wow, nó rất là dai luôn đó nè. Nhưng mà phải cẩn thận chứ. Đàn bạn gái mà ăn như Tường như kiểu này á, nó hơi văng. Nói chung là nó hơi giang hồ một chút. Thì ăn đồ seafood thì bắt phải chấp nhận mấy cái này đó. Họ muốn sạch sẽ thì ăn mấy cái thịt thà, cá, seafood. Actually, đồ steak thì nó ok thôi, các bạn ăn seafood thì chấp nhận. Cả nhà không chấp tự miếng bơ ăn tự, không sao cả. Nói chung thì sorry chị không ăn. Nóng như thử đồ đen rồi. Quá, có cấm hồi nãy bỏ vô trong cái mùa. Mấy mùa rất là ngọt luôn. Bạn tiếp đi. Đây, có cái cà, đây cái cà mỗi người cái nha. Bạn tiếp. Cái cà thì đã. Bóc không à, anh Giang. Cái cà nó đã. Anh thì không ăn thêm cái rau này ạ. Hello, may I have one more please? One more? Spicy margarita, thank you. No? Can I have some more napkins too? More napkins? Yeah. Chưa được. Ông này ông phục vụ mình vậy nói. Không, nãy ông kia cũng là người phụ ông, phụ ông. Đưa ra đi, dơ quá à. Dính đầy áo. Kỳ đồ ta kiếm thấy được relax, cứ relax. Nói chung là cứ tự cho mình cứ buồn vui việc. Dạ, ok. Chúc cả nhà một ngày thiệt là vui vẻ nha. Bye bye. Đây, bây giờ mình ăn xong rồi mình đi ra bên ngoài á. Bên tay phải của cái đường mình đang đi á, là cái nhà hàng hồi nãy á, còn bên tay trái là biển. Bên trái thì nó tối thui rồi, mình không có quay, không thấy gì hết đâu. Mình qua bên phải một chút cho mọi người cùng thấy. Đó, cái nhà hàng nó cũng rộng lắm á, mình vẫn đang đi nè. Phía này là phía bên trong, ngồi bên trong của cái nhà hàng thì ví dụ như bữa tối, mùa đông á, thì mọi người có thể ngồi bên trong cho nó ấm cúng cũng được. Nhưng mà hồi nãy mình đi chiều chiều, mùa hè thì nó còn nắng, mình ngồi bên ngoài nó đẹp hơn. Đó. Thấy nó cũng rộng quá trời, nó kéo dài luôn tận đây luôn. Ok, nó kéo tới tận đây thôi. Ok, bây giờ mình vòng ngược lại thì bây giờ cái nhà hàng nó nằm qua bên tay trái của mình, còn bên tay phải là biển cũng giống vậy luôn á.